Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Chương trình Giáo hội Nam Châu xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Cẩm Yến xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Chúng tôi đang có những thay đổi. Nếu chưa subscribe, xin subscribe để thông tin có thể đến với quý vị và anh chị em sớm hết sức có thể. Như thế, chúng ta có thể hòa nhịp với cuộc sống của giáo hội trong những vui buồn, âu lo và phấn khởi, trong lời cầu nguyện và sẵn sàng trả lời cho những ai chất vấn về niềm hy vọng của chúng ta với sự hiền hòa và đầy xác tín. Và đây là bản tin đặc biệt trong ngày hôm nay của chúng tôi. Căng thẳng giữa hai giáo phận chung quanh việc hoãn lễ tuyên trần phước cho Đức Tổng Giám mục Phu Thần Shin. Kính thưa quý vị và anh chị em, thoạt đầu, trong một thông cáo báo chí vào hôm thứ Ba, ngày 3 tháng 12, giáo phận Peoria cho biết buổi lễ tuyên trần phước cho vị tôi tớ Chúa là Đức Tổng Giám mục Phu Thần Shin đã bị hoãn lại sau khi một số giám mục Hoa Kỳ yêu cầu tòa thánh trì hoãn buổi lễ này để có thêm thời gian kiểm tra. Chỉ một ngày sau đó, không giấu được sự thất vọng và bực tức, Đức ông James Cruz, giám đốc các vấn đề về giáo luật của giáo phận Peoria, nói thẳng với các phương tiện truyền thông rằng cụm từ một số giám mục Hoa Kỳ là mơ hồ, thậm chí không chính xác. Cụ thể, chỉ có một giám mục Hoa Kỳ đã yêu cầu tòa thánh trì hoãn, và người ấy là Đức cha Salvatore Mentano của giáo phận Rochester và hai viên chức của giáo phận này. Họ không đồng ý với thực tế là ngày phong trần phước đã được ấn định và thông báo rộng rãi, và khăng khăng yêu cầu vấn đề phải được xem xét thêm. Đức ông Cruz cũng là một thành viên của Shin Foundation, đã làm việc trong nhiều năm cho án tuyên thánh của Đức Tổng Giám mục Shin. Hôm thứ Năm, ngày 5 tháng 12, giáo phận Rochester chính thức đã xác nhận rằng giáo phận này đã yêu cầu tòa thánh hoãn vô thời hạn việc tuyên trần phước cho Đức Tổng Giám mục Phu Thần Shin. Giáo phận Rochester nói rằng họ đã cung cấp cho giáo phận Peoria và Bộ Tuyên Thánh thông qua Sứ Thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ các tài liệu bày tỏ mối quan tâm về án tuyên trần phước cho Đức Tổng Giám mục Shin liên quan đến vai trò của Ngài trong việc bổ nhiệm một linh mục. Vị linh mục được nêu trong tuyên bố này là cựu linh mục Gira Gulli, Đức Tổng Giám mục Shin, từng là giám mục của giáo phận Rochester từ ngày 21 tháng 10 năm 1966 đến ngày 6 tháng 10 năm 1969. Quan ngại của Đức cha Salvatore Mentano, giám mục giáo phận Rochester, là từ tháng 9 đến nay, Bộ Tư pháp New York đang mở cuộc điều tra liệu các giám mục của 8 giáo phận công giáo tại New York có dính líu đến hành vi bao che cho các linh mục phạm vào tội lỗi lạm dụng hay không. Đến nay, Bộ Tư pháp New York chưa công bố điều gì. Nhưng Đức cha Mentano lo rằng, đúng vào ngày 21 tháng 12 là ngày dự định tuyên trần phước cho Đức Tổng Giám mục Shin, hay gần vào thời điểm đó, Bộ Tư pháp sẽ tung ra các cáo buộc. Theo đó, Đức Tổng Giám mục Shin đã từng bổ nhiệm Rigor Gulli. Rigor Gulli đã được thụ phong linh mục vào năm 1956, và từ 1963 đến 1967, phục vụ tại các giáo xứ ở West Virginia. Theo một tài liệu được giáo phận Willing Charleston công bố, vào năm 1963, giáo phận Rochester đã nhận được một đơn tố cáo rằng vào năm 1960, Gulli đã phạm tội lạm dụng hoặc có hành vi sai trái đối với người lớn, chứ không phải là với trẻ vị thành niên. Theo Đức ông Cruz, Đức Giám mục Shin chưa từng bổ nhiệm Rigor Gulli, bản thân đương sự
cũng khẳng định như thế. Đức ông Cruz nói, chúng tôi đã nghiên cứu rộng rãi các quyết định hành chính của Đức Tổng Giám mục Sheen liên quan đến Gully, và Ngài không bao giờ khiến trẻ em bị tổn thương. Và khi chúng tôi nói chuyện với Gully về những nhiệm vụ mà một số người nói Đức Tổng Giám mục Sheen đã giao cho anh ta, Gully nói, tôi chưa bao giờ phục vụ ở những nơi đó. Vì thế, toàn bộ câu chuyện Đức Tổng Giám mục Sheen đã từng bổ nhiệm một linh mục ấu dâm đơn giản là không đúng sự thật. Đức ông Cruz cho biết thêm là khi Đức Tổng Giám mục Sheen đang làm giám mục tại Rochester, Gully có về Rochester nhưng là để trông nom cha mẹ già đau nặng. Ông không đảm nhận bất cứ thừa tác vụ công khai nào. Các tài liệu cho thấy rõ rằng sau đó, người kế vị của Đức Tổng Giám mục Sheen là Đức cha Hogan mới là người bổ nhiệm Gully. Và khi thi hành nhiệm vụ đó, Gully đã phạm tội một lần nữa. Năm 1989, Gully bị bắt vì một vụ lạm dụng liên quan đến một người phụ nữ lớn tuổi. Lúc ấy, ông đang phục vụ tại giáo xứ Holy Rosary. Ông đã bị huyền chức sau đó. Trong tuyên bố hôm 5 tháng 12, giáo phận Rochester cho biết họ lấy làm tiếc phải yêu cầu tòa thánh xem xét thêm và nhấn mạnh rằng chúng tôi đánh giá cao những thành tựu mà Đức Tổng Giám mục Sheen đã đạt được trong đời mình khi loan báo tin mừng của Chúa Giêsu Kitô trên toàn thế giới thông qua các phương tiện truyền thông, qua đó đưa thông điệp của Chúa Giêsu đến với đông đảo khán thính giả. Di sản của Ngài trong lĩnh vực truyền thông khiến Ngài trở thành một nhà tiên tri đối với việc sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng trong tương lai để truyền bá những lời dạy của Chúa Giêsu. Đó là một hiện tượng được cả người Công giáo và người ngoài Công giáo nhìn nhận. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ vaticantv@gmail.com. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Lâu để thua Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.